Vì sao mọi người hiện tại không tin vào Phật Pháp? Nói đến Phật Pháp là mê tín, là tôn giáo. Xa đời hiện thực. Vừa chụp những cái mũ này lên thì Phật Pháp liền mất giá trị. Trách nhiệm cho việc này là thuộc về ai? Chúng ta đứng lên trên lập trường khách quan mà nói, người nói những lời này họ không có tội. Ngày nay trong xã hội này, cái hiện tượng mà Phật giáo biểu hiện ra, quả thật trước khi tôi còn chưa có học Phật, cách nhìn của tôi đối với Phật Pháp cũng giống như họ, là mê tín, là tôn giáo, xa rời hiện thực. Tôi cũng có cách nhìn như vậy. Tại vì sao lại tạo thành cái cách nhìn như vậy của xã hội đại chúng? Vì Phật giáo chúng ta đã biểu hiện ra chính là cái dáng vẻ như vậy. Từ đó cho thấy chúng ta đã làm sai. Người ta nói không có sai thì làm sao có thể trách người khác được? Trước mắt tứ chúng đệ tử xuất gia chúng ta đã xuất gia, dáng vẻ giống với dáng vẻ của người xuất gia. Rốt cuộc Phật giáo là cái gì thì đã làm cho rõ hay chưa? Phật là gì? Giáo là gì? Phật giáo là gì? Ba cái vấn đề này có mấy người có thể trả lời được chính xác? Phật giáo vậy là những gì? Chúng ta những người tại gia xuất gia này, tứ chúng đệ tử các tín đồ này học là những gì? Nghĩ đến cái này mà bản thân cũng không rõ ràng thì người ta nói chúng ta là mê tín, nói chúng ta là tiêu cực. Chúng ta dùng lời gì để phản bác lại người khác đây? Cho nên trách nhiệm này không phải ở người khác mà ở bản thân của chúng ta. Khi tôi còn là thanh niên, nếu như không phải tiên sinh phương Đông Mỹ giới thiệu với tôi thì cả cuộc đời này của tôi cũng không biết ở trên kinh Phật lại có rất nhiều thứ tốt đẹp đến như vậy. Không có người giảng giải cho chúng ta, không có người nói cho chúng ta được rõ. Tôi sau khi vừa được tiếp xúc, thật giống như là tìm được báu vật vậy. Thứ tốt đẹp như vậy mà không có người tuyên dương, bạn xem đáng tiếc biết bao. Trong xã hội nhiều người như vậy, báo vật ngay trước mắt. Thế xuất thế gian, những vấn đề gian nan phức tạp đến đâu cũng đều có thể tìm được lời giải ở đây, đều có thể tìm được phương pháp giải quyết. Đáng tiếc là họ không học. Chúng ta ngày ngày đang giảng giải, họ không nghe. Bạn xem đáng tiếc biết bao. Một ca sĩ nổi tiếng lên sân khấu biểu diễn, vé vào cổng thì đắt đỏ đến như vậy mà có đến mấy vạn người đến xem. Một trận thi đấu thể thao
Giá vào cổng cũng cao đến như vậy, cũng có đến mấy vạn người đi thưởng thức. Mà một thứ tốt như vậy lại có lợi ích mật thiết cả đời đối với bản thân. Mời họ đến không lấy tiền mà họ cũng không đến, bạn nói xem còn cách nào chứ? Chúng ta chỉ nên nói chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, không có phước báo. Ngoài việc này ra còn có thể nói gì nữa chứ? Cho nên ngày nay quan trọng nhất, chúng ta nếu muốn Phật pháp hưng, nhất định phải từ chính bản thân mình làm ra cái hình tướng cho người khác xem. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa tại vườn Lộc Giả cùng năm vị tỳ kheo lập nghiệp. Phật đã một vị lão sư, năm người học trò đã bắt đầu sự nghiệp từ vườn Lộc Giả. Cho nên tôi cũng thường nói, hiện nay mà chân thật có năm vị tỳ kheo thì có thể hưng giáo, có thể khiến cho Phật giáo được chấn hưng trở lại, làm lợi ích cho chúng sanh ở thế giới này. Hay nói cách khác, đi đến nơi nào để tìm năm người có thể buông bỏ được tự tư tự lợi? Việc này thì khó. Thật sự không có cái tâm tự tư tự lợi, không có danh danh lợi dưỡng, không có tham sân si mạn, không tham muốn ngũ dục lục trần, có thể có được năm người như thế này để hợp thành một tăng đoàn thì có thể phục hưng trở lại đối với Phật pháp trên toàn thế giới. Đáng tiếc, từ khi tôi mới học Phật đã suy nghĩ 50 năm cũng chưa nghĩ ra. Đừng nói là 5 người mà tìm một người cũng tìm không ra. Không chịu buông bỏ tự tư tự lợi của chính mình, không chịu buông bỏ danh văn lợi dưỡng của chính mình thì không còn cách nào. Suy xét cho cùng thì chúng sanh không có phước báo. Nếu như chúng sanh có phước, nhất định có thể cảm được chư Phật Bồ Tát thị hiện. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.